Công ty Minh Motor xin kính chào quý khách. Sau đây là máy bơm đĩa đẩy cao chuyên cung cấp nước sạch cho các khu dân cư, khu nhà cao tầng, chung cư. Công suất là 1,1 kW, 0,5 HP, 1,5 ngựa. Có mã hàng là QCM170. Sử dụng điện áp 1 pha 220V. Cột áp là ở chiều cao 38m. Bơm được 140 lít trên phút, tương đương với 8,4 mét khối trên giờ. Hút sâu khoảng là 8m. Tốc độ của động cơ là khoảng là 2900 vòng trên phút. Dòng điện ampe định mức là 8 ampe. Hệ số bảo vệ kháng nước kháng bụi là IP55. Đầu bơm là bằng gang. Đường kính ống, có đường kính ống hút là 33mm. Đường kính ống xả là 33mm. Đây là dây nguồn cắm vào điện 1 pha 220V được vận hành. Có tổng chiều dài khoảng là 370mm. Tổng chiều cao khoảng là 260mm. Tổng chiều rộng khoảng là 210mm. Khoảng cách tâm lỗ đế ngang trục là khoảng 150mm. Đường kính lỗ là 10mm. Sau đây là hình ảnh văn phòng và kho xưởng.